Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với lại kênh Talk Nhảm Nhí của FPT Shop về vấn đề về áo da. Preview. Có lẽ cái câu hỏi hoặc mối quan tâm đặc biệt thứ hai sau cái việc là không biết áo mình da thật hay không, thì cái quan tâm thứ hai của người mua hàng đó chính là chất liệu da. Thì hiện tại chất liệu da để mà may áo thì gồm có những cái chất liệu da chủ yếu sau: thứ nhất là da bò, thứ hai là da dê, ba da cừu, da lợn rừng. Mình nghĩ là thế thôi. Thì nhiều người thắc mắc cái câu hỏi mà nhân viên được hỏi nhiều nhất, đó chính là: em ơi, áo da nào là cái áo da tốt nhất? Tức là chất liệu da nào là cái chất liệu da tốt nhất? Thì mình nghĩ đấy là một cái câu hỏi nó chưa thỏa đáng, và trong video này mình sẽ chỉ ra tại sao nó không thỏa đáng và sẽ hướng dẫn mọi người là cách chọn cái chất liệu da phù hợp với mình nhất. Thứ nhất là cái câu hỏi là em ơi, chất liệu da nào tốt nhất, thì mình nghĩ đây là một cái câu hỏi nó chưa đúng. Ví dụ như là cái việc đi xe của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ có 3 loại là xe ga, xe số và xe côn. Thì xe ga, đầu tiên là xe ga đi, nó sẽ phù hợp với những chị em phụ nữ thích vận hành đơn giản, đi trong thành phố đánh võng các kiểu. Còn xe côn thì phù hợp với những người thích trải nghiệm, thích điều khiển cái con chiến mã của mình một cách tự do. Còn với cái xe số thì nó kinh tế, nó phù hợp với những người thích sự đơn giản. Thì chất liệu da cũng thế, việc mình chọn da dê, da cừu hay da bò thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhu cầu và sở thích của chúng ta. Có một điều thứ hai nữa là mọi người băn khoăn về việc chọn da, là mọi người hay hỏi là tấm da nào là tấm da đắt nhất trong cùng một phân khúc. Thì ví dụ trong phân khúc 3,8 triệu thì cũng có cả da dê, da cừu và da bò, và chất lượng nó ngang nhau, nên là mọi người cũng không nên quá bận tâm về việc là chất liệu nào là tốt nhất, bởi vì đừng lo là chất liệu rẻ thì chưa hẳn là nó không tốt. Ok, thế bây giờ là chúng ta đi vào vấn đề chính là việc chọn lựa áo da nào là phù hợp. Thì thứ nhất mình sẽ nói về da bò. Điểm nổi bật của da bò đó chính là độ bền. Độ bền ở đây chính là cái khả năng chịu sờn xước, rồi chịu những tác động kéo rách ở bên ngoài, thì da bò nó sẽ rất là dai và rất là khó rách. Và cái bền thứ hai của da bò đó chính là cái bền dáng. Bền dáng ở đây, nếu mà bạn bảo dưỡng tốt, ok, thì cái áo da bò ở đây, ví dụ như cái áo mình mặc đây, nếu bảo dưỡng tốt thì nó cái form áo nó vẫn như thế, nó sẽ không bị nhăn, không bị rão. Thì đấy chính là cái độ bền của da bò. Tuy nhiên thì da bò nó chỉ gặp một cái đặc điểm là thứ nhất là cái dáng áo nó sẽ không được mềm mại như là da cừu. Theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì da bò nó sẽ phù hợp với những anh em thanh niên khỏe mạnh, những người có bờ vai to và muốn chiếc áo tôn lên cái dáng thể thao của mình, thì người ta hay chọn da bò. Đây, ok. Tấm da, cái loại da tiếp theo mình muốn nói đó chính là da cừu. Da cừu lại tương đối lại trái ngược với da bò. Điểm nổi bật của da cừu đến đó chính là cái sự mềm nhẹ và mặc vô cùng thoải mái. Mặc những tấm da cừu tốt mặc lên thoải mái, không khác gì một chiếc áo phao lông vũ cả. Nó rất là nhẹ, nó không quá nặng nề như là áo da bò, nên nó khắc phục được cái đặc điểm của da bò là hơi dày và hơi nặng, mà mặc nó cũng hơi kém thoải mái, thì da cừu mặc vô cùng thoải mái. Tuy nhiên da cừu thì nó lại kém bền hơn so với da bò. Nhưng mà mọi người đừng băn khoăn là da cừu kém bền hơn là theo nghĩa tiêu cực. Thực ra là cái da cừu kém bền hơn ở cái chỗ là gặp những cái tác động, ví dụ như cào rách hoặc là sờn xước, hoặc là mình cà vào đâu đấy thì da cừu nó dễ rách hơn da bò. Và thứ hai là về thời gian sử dụng thì dùng lâu năm, khoảng 4-5 năm trở lên thì da cừu nó hay gặp tình trạng là bị nhăn và hơi rão nhẹ một chút, nhưng mà ra cái tình trạng áo cũng vẫn có thể mặc được ok. Nhưng theo quan điểm của mình thì da cừu nó là cái sản phẩm thời trang. Một tấm da cừu nó chỉ đẹp khi mà nó hoàn hảo. Thế nên là sau 4-5 năm sử dụng, nếu mà nó hơi nhăn một chút thì mình có thể nhượng cái áo, bán cái áo đi để mà mua một cái mới ok hơn, là mọi người không phải băn khoăn quá về việc là nó không bền.
thực ra 4-5 năm thì mình có thể mua áo mới rồi, kể cả áo da bò mình cũng sẽ mua cái áo mới. Vậy thì da cừu sẽ phù hợp với những người như nào? Thứ nhất là chị em phụ nữ, những chiếc áo dành cho phụ nữ đa số may bằng da cừu, bởi vì phụ nữ mà không nên mặc da bò trông nó cứng rắn, trông nó quá nam tính, thì những áo da của phụ nữ đa phần là da cừu. Cái thứ hai nó là dành cho những người gầy. Theo quan điểm của mình thì những người gầy khi mặc chiếc áo mà nó có khuôn quá thì trông người bị lọt thỏm vào cái áo, nên là đa số những người gầy mình hay đề xuất với họ là mặc áo da cừu bởi vì nó rất là nhẹ và thoải mái. Và thứ ba là những người ưa thích thời trang. Cái da cừu này, cái bề mặt của nó toát lên cái vẻ thời trang khác hẳn hơn so với da bò hoặc là da dê. Nên là những người mà ưa thích thời trang, mình muốn hơi điệu đà một chút thì nên chọn da cừu. Da cừu là ok số 1 về mặt thời trang. Cái loại da phổ biến thứ ba là mình muốn nói đó là da dê. Da dê như là một cái kiểu trung hòa giữa da cừu và da bò. Tức là da dê giữ nhiệt rất là tốt, giữ nhiệt tốt như da cừu vậy, bởi vì lỗ chân lông của nó nhỏ. Nhưng mà nó lại có một độ bền, phải nói là 1:9, 1:10 với da bò. Nếu mà bạn bảo dưỡng tốt thì cái dáng áo nó cứ như thế này, và cái khả năng chịu các lực tác động ở bên ngoài của da dê cũng rất là tốt. Cái điểm đặc điểm mà của da dê thì không biết nó là cái nhược điểm hay là nó là cái ưu điểm, nhưng cái bề mặt da dê nó có vân hạt nổi và nó không bóng, nên là nó thu hẹp cái nhóm người dùng lại. Cái da dê này nó sẽ rất phù hợp với những người trung tuổi hoặc là cao tuổi, bởi vì một bề mặt da không bóng như này thì nó sẽ trông rất là đứng đắn, trông rất là can trường nam tính, và nó rất phù hợp để mặc quần Âu cho những người làm văn phòng, những người làm công chức. Đặc biệt là da dê dòng cổ bẻ là cái dòng mà được rất nhiều người, nhóm người thuộc trung tuổi hoặc cao tuổi, những người làm cán bộ lãnh đạo văn phòng công chức nhà nước rất là yêu thích cái dòng da dê này. Và nó cũng ấm nữa, rất phù hợp. Cùng của cái video thì mình muốn nói là cái chọn cái chất liệu da dê, da cừu hay da bò nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái ngành nghề của mình, cái nhu cầu của mình, cái cảm giác mặc của mình, nên nó không mọi người cũng không nên băn khoăn quá là da nào là tốt nhất. Hy vọng là những cái điều của mình nói nó giải đáp được những cái thắc mắc, những cái nhu cầu của mọi người. Thì nếu mọi người thấy hay thì like, nếu thấy ok thì subscribe, và luôn subscribe cái kênh của mình để đón nhận những video mới nhất về các sản phẩm, về những cái câu chuyện nhảm nhí về đồ da của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.